Chào các bạn, ở đây mình đã có chiếc Surface Laptop, một chiếc máy tính thực thụ mới được Microsoft ra mắt. Thì trước đây với Surface Pro hay là thậm chí là Surface Book thì đôi khi là chúng ta vẫn có cảm giác như nó là một chiếc tablet bởi vì cái bàn phím có thể tháo rời của nó. Nhưng mà với Surface Laptop này thì nó là một chiếc máy tính thực thụ mà Microsoft đã làm ra. Chúng ta có một chiếc máy giống như là những chiếc máy tính sách tay thông thường với bàn phím dính liền với lại phần màn hình và một cái cấu hình khá là cao với chip lên tới Core i7 và một cái thân hình rất là mỏng, rất là nhẹ và dĩ nhiên là chúng ta vẫn có màn hình cảm ứng ở đây. Surface Laptop là một chiếc máy tính rất là mỏng, nhẹ và có giá khởi điểm là 999 đô cho phiên bản 4GB RAM cũng như là chip Core i5 và 128GB bộ nhớ trong. Thì về thiết kế chúng ta có một chiếc máy rất là theo truyền thống của Microsoft với mặt trước được làm từ kim loại. Ở đây chúng ta có logo của Microsoft và họ có cho biết là họ sử dụng cái tấm nền, một trong những tấm nền LCD mỏng nhất trên thị trường để cho chúng ta một cái máy với phần màn hình rất là mỏng. Chúng ta có một cái phần bàn phím full size ở đây và ở phần xung quanh này thì Microsoft có nói là họ bọc vải Alcantara, nhưng mặc dù gọi là vải thôi nhưng mà nó không hề có một cái lớp mà nhám lông của những cái vải hay là của sợi dệt mà nó là rất là cứng và mịn. Mình có thử sử dụng qua cái bàn phím này thì mình thấy cảm giác gõ nó khá là nảy và khá là cứng, nói chung là với một cái máy tính như vậy thì khá là ok. So với kích thước thì Surface Laptop chỉ tương tự những cái máy 13 inch khác, ví dụ như là MacBook Pro 13 inch hay là MacBook Air 13 inch. So về cái độ mỏng và độ nhẹ thì nó tương tự như là MacBook Air, mình đánh giá là như vậy. Nhưng mà về cấu hình thì nó cao hơn rất là nhiều và nó mạnh hơn. Thì theo như Microsoft có nói thì với cái cấu hình chip Core i7 của nó thì cái sức mạnh nó là hơn cả chiếc MacBook Pro sử dụng chip Core i7 của Apple nữa. Như vậy thì chúng ta có một chiếc máy vừa mỏng vừa nhẹ và cấu hình cao cũng như là cho hiệu năng rất là cao. Về pin thì Microsoft có nói là cái máy này cho thời gian sử dụng lên tới là 14 tiếng. Nó tức là cao hơn cả những cái máy MacBook của Apple. Với Surface Laptop thì đây cũng là lần đầu tiên Microsoft giới thiệu cái phiên bản hệ điều hành đó là Windows 10S. Windows 10S là cái phiên bản hệ điều hành mà chúng ta không thể cài ứng dụng theo như những cách thông thường mà chúng ta hay cài trên máy Windows, tức là tải một cái file exe về sau đó cài. Nhưng mà ở trên cái hệ điều hành này thì chúng ta tất cả những cái việc cài hệ điều hành thì chúng ta đều phải qua Windows Store, tức là tương tự như là trên iOS với App Store và trên Android với Google Play Store. Cái việc này sẽ giúp cho Microsoft tối ưu rất là nhiều về khả năng sử dụng pin cũng như là hiệu năng của chiếc máy. Và mình nghĩ là với cái thời lượng 14 tiếng sử dụng pin mà Microsoft công bố thì hiển nhiên là nó dành cho cái phiên bản Windows 10S. Còn nếu mà chúng ta nâng cái máy này lên Windows 10 Pro thì chắc chắn là cái thời gian sử dụng pin cũng như là hiệu năng nó sẽ bị thay đổi đáng kể. Microsoft khá là bảo thủ khi mà họ không trang bị cho cái máy này cổng C, một cái cổng đang trở nên rất là phổ biến ở trên máy tính cũng như là trên điện thoại, đặc biệt là điện thoại Android, mà họ chỉ trang bị một cổng USB-A. Với cái giá khởi điểm là 999 đô cho phiên bản với bộ nhớ trong là 128GB, Core i5 và 4GB RAM thì Surface Laptop là một chiếc máy tính rất là thích hợp dành cho những ai sử dụng cần một cái máy tính mỏng, nhẹ và tính di động cao. Dĩ nhiên là cái máy này cũng có những cái tùy chọn cao cấp hơn, ví dụ như là Intel Core i7 cũng như là bộ nhớ trong tối đa lên tới 1TB. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc máy tính mạnh mẽ hơn nữa và chạy trên một cái hệ điều hành Windows 10S mà lần đầu tiên được Microsoft trang bị cho máy tính. Thì hy vọng là sau này thì những cái hãng khác cũng thể theo bước Microsoft để làm những cái máy tương tự như này, một chiếc máy mỏng, nhẹ, cấu hình cao và chạy Windows 10S. Rồi, xin cảm ơn các bạn.